Mới đây tại siêu thị Coopmart Hà Nội, Bộ Công Thương đã khởi động tuần lễ tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam tại các hệ thống phân phối. Tuần lễ được tổ chức với tinh thần xây dựng hệ sinh thái cộng đồng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các doanh nghiệp đã thường xuyên liên kết và hợp tác từ khâu sản xuất, phân phối, lưu thông và kinh doanh hàng hóa đến tay người tiêu dùng, tạo ra mạng lưới cung ứng hàng hóa bền vững và rộng khắp cả nước, không để bị đứt gãy, ngay cả trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát vừa qua. Năm 2022, với chủ đề Tinh hoa hàng Việt Nam, các sản phẩm thương hiệu Việt có thế mạnh, đạt chất lượng quốc gia và toàn cầu là điểm mới của chương trình nhận diện hàng Việt Nam. Người tiêu dùng sẽ có nhiều cơ hội mua sắm, tiêu dùng hàng Việt Nam có chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam uy tín khi Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đã gần kề. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng tham gia bấm nút phát động tuần lễ tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam tại hệ thống phân phối. Đồng thời qua đây, phát động chương trình tới các hệ thống siêu thị, các cửa hàng kinh doanh, có các hoạt động ưu tiên trưng bày sản phẩm hàng Việt Nam và các hoạt động thu hút kích cầu người tiêu dùng mua sắm hàng Việt Nam.